Ok, chúc anh em mình nhé, trong quay trở lại với kênh của mình. Hiện tại thì mình đang có mặt, em nhìn một phát đã biết luôn, lâu rồi chứ còn gì nữa phải nói, đúng không ạ? Đấy, ngày hôm nay thì mình đang có mặt ở trên con TDTC. Với số ngày hôm nay là 50M thì mình sẽ phải bắt con cầu vồng xanh nhá. Đấy, thì rất nhiều anh em là hỏi mình là trong cái trường hợp mà mình gãy gọi là gần như là gãy cực kỳ sâu thì mình sẽ phải gỡ như nào. Thì đấy, ngày hôm nay thì mình sẽ xem thử xem là liệu có gãy sâu không, thì mình sẽ hướng dẫn luôn cho anh em làm thế nào, cũng như là làm sao để mình có thể gọi là vào mình bắt cầu một cách chuẩn chỉ và chính xác nhất anh em nhé. Rồi, cái con này đầu tiên thì thôi cứ làm nhẹ nhàng tình cảm con tài cái, hỏi thăm sức khỏe xem cầu kèo nó chạy như nào, đúng không? Con này mà chạy ok thì ngon, nhưng mà cầu này mà lại gãy một nhát thì hỏng luôn đấy. Nhưng mà vừa vào thì cầu sời 21 đẹp như trong tranh như này thì trượt đi đâu nhở? Trượt kiểu gì đấy, chú trượt kiểu gì, chú nói cho một câu biết xem nào. Chưa thấy đâu chữ trượt ở đâu anh em ạ. Cầu kèo nói chung mà vẫn cứ là lụ nguyên đấy, nói chung là đơn giản thôi anh ạ. Bắt cầu thì cứ nhẹ nhàng tình cảm như này là ngon rồi, nhưng không cần nhiều nhé. Nhiều khi anh em đánh gọi là thăng quá là lại gãy đấy. Con này thì mình khả năng là theo tiếp 22 đi, con này cứ 22 mà dã mồm lắm nhé. Còn lại chưa biết nó đi như nào, nhưng mà thôi 22 là ngon rồi. Để xem là quả này có đúng tài không đấy. Đang nghi này, con này nó không ra tài mà. Con này mà ra tài thì rồi, đúng bài đấy. Sợ mỗi câu này nó gãy rồi, nó gãy quả này thì cũng chết giờ rồi mà. Nhưng mà cầu này ở đây mà nói nghe nó gãy, nghe nó có vô lý không? Quá vô lý không nhỉ? Nên là quả này cứ bình tĩnh này, từ từ để xem sao. Cầu này mà ok đúng bài ấy, thì nó sẽ là tài, còn nó bịp một tí thì thôi dở luôn. Đấy, trời ơi, 6-4 mà lại còn có con 2 nữa thì có phải là gì ạ? Có phải lụm rồi chưa? Nói chung là cầu kèo đi cứ đơn giản như vậy thôi, cần gì phải nhiều đâu anh em. Cứ bình tĩnh rồi nó lên. Ở đây thì 122 này, 122 thì con này lộn tiếp đi nhỉ. Từ đã để nghiên cứu lại quả này xem nào. Tài con này 122 thì thôi, phụt luôn nhá. Làm luôn quả tài đi để xem là tình hình nó chạy đến đâu, nó đi như nào. Chả nhẽ con này 123 này nó lại sai à? Còn lại lấy giờ nó toàn 11 với 22 này thì bắt 123 thì đúng là gì ạ? Hết lực chấm đúng không? Nó gọi là hết lực chấm, hết gọi là hết lực hết cái đấy các bạn. Rồi, để xem như nào. Con này chả nhẽ nó lại bảo nó bịp, nó không ra được đúng không? Thôi, cầu này thì xin chiêu gần với quả cầu luôn nhá. Nó vẫy tay xin chào con quả này luôn. Con này mình nói thật luôn là để mà nói gãy nghe nó cũng gọi là ngủ mơ đi ạ. Ngủ mơ mới ra nó gãy. Chứ còn bình thường thì gãy nó khó lắm. Đã nói là 123 mà anh em. Con này không biết là 123 hay 124 đây. Kệ đi, con này mình cứ làm con xỉu đi rồi tính tiếp nhờ, không phải lo. Tầm này cứ thoải mái mà vào thôi. Ra gì thì ra, ra càng gọi là cầu kèo càng đẹp thì càng tốt, chứ còn hơi xấu một tí thì vẫn xử lý được, nhưng mà cũng phải cẩn thận đúng không? Không là nó gãy một nhát thôi là dở ấy. Rồi, để xem nào. 123 thì nếu như mà đúng quả cầu này thì mình nghĩ nên bẻ nhỏ. Nãy giờ cháu cầu bệt ở đằng trước thì cũng có quả 123 mà. Nên thôi, cứ vào xem sao nhá. Con này mà ok, lụm con xỉu thì ngày hôm nay thì đúng là gì ạ? Chả còn cái gì để nói đúng không? Hết bài luôn đấy. Nhưng mà cũng cẩn thận một tí nhá, sợ mỗi cầu nó gãy thôi. Chứ cầu mà đi nó đẹp đẹp một tí, ok. Rồi, nên con này thì mình bẻ nhẹ con xỉu nhá. Ngày hôm nay thì cầm có 50 thôi, nên tầm là 55-60 là đẹp rồi. Sao nào? Ui dồi ôi, to thế. À đây đây đây, thế thì 124 rồi. Con tài to đúng này, chả nhẽ này không 124 thì là cái gì đây, đúng không? Quả này to tổ bố thế này mà cầu kèo này mà không gọi là ra được 124 thì thôi, xin là xin vĩnh biệt cụ luôn đấy. Rồi, để xem quả này nó đi như nào ấy. Con này ở đây thì nếu mà đúng là xỉu nữa thì ngon, gấp lên nhá, 5M này. Đấy, để xem quả này có nó chuẩn hay không nhá. Con này mà chuẩn chỉ đúng bài thì ok, chứ con này mà lại gãy một nhát thì dở ấy. Nói chung là tầm này đang bẻ rồi mà nó mà gãy cầu thì đúng là khó đánh đúng không? Tại vì là mình lỡ bẻ rồi mà trong cái trường hợp mà cầu nó lại không về đúng không? Thì nó hỏng. Quá hỏng luôn. Rồi, để xem được con này nhá, xem là có đúng xỉu hay không đây. Hay lại bịp. Cầu mà nó biết bịp là cũng ái chà chà đấy ạ. Cũng gọi là ái chà chà luôn, nhưng mà không sao, cầu này bịp ai thì bịp chứ bịp nó sẽ đồng mình đúng không? Rồi, con này sao nào? Úi dồi ôi, á rồi à luôn, 5-4 ra 2 anh em ạ. Rồi, 1-2-5 thôi nhở, con này chẳng nhẽ này bệt đúng không? Chẳng nhẽ con này nói có tiếng bệt, nghe nó cứ vô lý, nó lại không thuyết phục như nào ấy nhở.
thôi, làm con xỉu cái hỏi thăm tình hình cầu kèo xem nó đi như nào đi. Con này mà nói là gãy thì có phải là đùa không, như đùa anh nhỉ, chuyện thật nó lại là như đùa đấy, nên là thôi con này mình xin phép là lụm lúa luôn chứ còn gì nữa. Cầu kèo này mà bảo không ăn thì thôi đúng bịp. Nhưng mà thường con này ở đây đánh xỉu thì chắc là khó trượt nữa rồi, 10M mà một cái tiếng kết như này mà cầu này nãy giờ là chưa có quả bệt nào mà tự dưng nó đang chạy một một với lại một hai mà nó ra bệt, nghe nó cứ bịp bịp thế nào nhỉ. Số 4 tay mình đã thấy bịp rồi chứ đừng bảo là xuống hơn. Cầu kèo nó hơi bịp một tí thôi nhưng mà mình nghĩ là vẫn có khả năng là vẫn lụm được. Ui dồi ôi, 6-4-3 anh em ạ, tôi chết rồi, chết dở rồi. Chết dân anh em, cầu kèo này đúng chết dân rồi. Con này này, lại gì đây? Cầu kèo lại kiểu gì đây anh em? Thôi được thôi, con xỉu 10M này không ăn nữa thì thôi, khả năng là người ta sẽ bẻ không được thì mình lại phải theo rồi. Đúng không? Con này theo phát nhá. Theo phát xem sao. Gọi là lỡ bẻ cầu bệt mà nó lại bệt thì là cứ tưởng không bệt mà lại bệt không tưởng em ạ. Thôi, 10M theo tiếp này. Quả này 10M rỡ rạc đấy. Nay là lên được 5M nhỉ, hơn 5M mà tự dưng lại xuống phát. Giờ này còn có 30M, nếu mà gãy thì đúng còn 30M. Mà lên được nữa thì ngon, mong mà lên gọi là gỡ lại một ít chứ đúng không? Chứ con này mà lại gãy một nhát thì hỏng cấu luôn đấy các bạn. Hỏng cầu luôn, nên là để xem nào quả này nó hỏng hay không đây. Chả nghĩa lại trượt nữa, chả nghĩa lại có chuyện trượt nữa đúng không em? Đùa cái đánh gọi là theo con nọ nó về con kia rồi mà gãy luôn. Rồi, để xem quả này như nào đấy. Quả này thì bệt thì có nên bẻ không ta? Từ từ xem nào. Bệt thì thôi, con này cứ bẻ đi nhá. À, thôi theo đi, theo đi, theo đi. Con này còn nguyên, còn tài. Kết đốt quả lửa đây, con này làm quả 10 mét nào à? Hay thêm 1 mét đi. Nhờ thêm 1 mét đi. Ok 1 mét đó nhá, 1 mét 5 này. Bú này lên hơn 6M đấy, mà vẫn bú được bú thế này vẫn hơn được lên đúng không? Vẫn lên hơn mà, không lo, không lo. Không lo, không lo anh em ơi, cầu kèo còn nguyên. Tự tin nó còn tài này. Để xem nó chạy đến đâu đây, quả này đúng con tài thì mình sẽ lên hơn 6M đấy. Nói chung là lỡ bẻ này, mà có gãy gọi là hơi sâu sâu một tí thì anh em cứ bình tĩnh rồi nó lên lại nhá. Lặn cái thế nào, ui sẽ lặn 55 thì thôi, xin là xin vĩnh biệt cụ luôn đúng không? Rồi thì thôi tầm này thì mình lụm rồi thì mình cũng sẽ nghỉ luôn em nhá. Ok chưa, bye bye anh em. Ok thì mình ăn như này là cũng cực kỳ là ngon rồi. Thì kênh mình thì vẫn chuyên làm về những cái gọi là con clip về Go 88 để chia sẻ cho anh em những cái cách chơi, những cái phương pháp chơi Go 88 này. Được đúc kết thì cách đánh từ bản thân mình mà ra thôi, nên là anh em là thấy cái cách của mình hay thì anh em có thể tham khảo, và anh em nhớ là cho mình xin một like, một tim và nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình anh em nhé. Bye bye anh em.